Đây, nó sẽ có một con tôm to đùng như thế này này. Và mình tự biết đây là giường của mình, tại vì trên đây được xếp chữ Ninh Tito Welcome. Ở đây là có các loại bánh. Đó, có sữa để cho vào ăn ngũ cốc. Có một đĩa English breakfast. Trộn lên này. Hơi loãng đúng không? Quán đang ngon mà mất điện các bạn ạ. Mất điện luôn mà. Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Và đây là Ninh Tito. Đây là Dũng Hòa. Như các bạn đã biết thì tập trước chúng ta đã đi Huế rồi đúng không? Thì tập này chúng ta sẽ ở Đà Nẵng nhỉ. Nhưng mà câu chuyện là không bắt đầu bằng cái bữa sáng ngày hôm nay với rất là nhiều người xung quanh, mà câu chuyện sẽ bắt đầu khi mà chúng ta đến Marriott vào một buổi trưa hè nắng gắt. Hãy cùng quay ngược thời gian, và trước khi bắt đầu quay trở lại với thời gian chúng mình bắt đầu chuyến Đà Nẵng này, các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram, TikTok, YouTube Ninh Tito, và follow Dũng Hoàng trên TikTok, Instagram, Facebook Dũng Hoàng. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu clip thôi. Bắt đầu chuyến đi kỳ lạ nhất trong lịch sử. Các bạn ơi, ra biển thật là thích. Và bây giờ thì chúng mình đang đợi để check in phòng ở Marriott. Đây là một khách sạn họ mới mở vào cuối tháng 9 năm ngoái. Và chuyến này thì mình có nhận lời mời, khi mà ghé Đà Nẵng thì có ghé qua đây chơi. Thì mãi chưa có phòng. Vấn đề là bởi vì là mình đi đúng vào dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nên là khá là đông. Nhưng mà vừa mới đi xuống tàu xong và mình đến đây thì mình cảm thấy thật là wow, tuyệt vời luôn. Đang ở Huế nhá, đang ở Huế kiểu view trong phố, nên ra đến đây là biển là một cái trải nghiệm rất là khác. Và kiểu cứ đến hè là kiểu gì mình cũng sẽ đi Đà Nẵng. Năm nào cũng thế, trừ cái năm dịch. Không, thật ra dịch thì mình cũng vẫn đi Đà Nẵng. Về cái trải nghiệm đi tàu thì như các bạn đang thấy thì mình đang có mặt tại ga Huế và chờ đợi để lên tàu. Cái tàu này thì mình đi là SE19. Và đây, cái khoang của mình nằm đây, chả hiểu sao bà Quế bài book cho chúng mình cái khoang 6 người đi cũng hơi không thoải mái lắm các bạn ạ. Nhưng mà khoảng 2 tiếng thì cũng đến nơi rồi. Và các bạn có thể thấy lướt qua một vài hình ảnh trên tàu nè. Đây là những cái hình ảnh mà mình kiểu cứ chập chờn dậy là lại ngắm được ra ngoài biển á. Và mình đã có mặt tại Đà Nẵng rồi. Chuyến này mình sẽ ở Marriott với cả Dũng. Không khí ở biển thế nào? Khí ở biển rất là thích. Hôm qua đi Huế thì đã có chạy xe từ trong thành phố ra biển Thuận An rồi. Và thấy khá là chill, nhưng mà chill theo một cái kiểu khác. Chill kiểu hơi hoang sơ hơn. À, Huế á? Ừ, nó kiểu hoang sơ hơn biển Thuận An á. Và ra đến đây thì nó lại là một cái kiểu khác. Biển thì sạch sẽ, sạch đẹp hơn. Rất là thích, tại vì lâu lắm mình cũng mới đi biển. Bình thường là Dũng Hoàng hay đi lên núi hơn. Sao bạn lại tên là Dũng Hoàng? À, mình là Ninh Tito, mình quên mất. Bình thường là Ninh Tito hay đi lên núi hơn. Few moments later. Hi, và chúng mình thì ở một cái phòng ở cuối hành lang các bạn ạ. Và phòng của mình là 622. Đằng sau kia không biết có phải là núi Ngũ Hành Sơn không các bạn ạ. Đó, và trời đang rất là nắng. Nhưng mà thôi, tạm biệt với cái nắng ngoài trời. Chúng ta sẽ cùng vào trong phòng của Ninh nhé. Bang. Mát rượi. Ninh, và đây cũng hơi giật mình một chút. Thứ nhất là extra bed vì có thêm bà Quế nên là có thêm một cái giường ở đây các bạn ạ. Và ở bên này thì là giường của Dũng, và mình tự biết đây là giường của mình, tại vì trên đây được xếp chữ Ninh Tito Welcome. Lại có thêm cả một mấy bông hoa, trời ơi dễ thương quá, mà kiểu rất là Vietnamese. Ở đầu giường thì có mấy cái bức tranh này, nó mấy cái bức ảnh mà mình vừa mới chụp chuyến vừa rồi xong. Bên này còn có một cái bảng Welcome Ninh Tito, Ngũ Hành Sơn chỉ cách 5 phút đi bộ từ khách sạn. Đà Nẵng Marriott Resort and Spa luôn sẵn sàng hỗ trợ để Ninh có trải nghiệm tốt nhất nha. Đây là ban công các bạn ạ. Thì nó sẽ như thế này. Đấy, nhìn xuống cái view ở dưới kia. Kia là mấy cái bể bơi liền nha, và kia là bãi biển nha. Đó. Phòng của chúng mình thì cũng có view biển một chút đấy. Trong đây là phòng tắm khá là rộng. Rất là rộng rãi với hai cái khu vực lavabo để các bạn có thể sáng tiện hơn. Ú, lại có ảnh tiếp. Ảnh muôn nơi. Ú là trời ơi. Đó. Và bên này thì sẽ có một cái bồn tắm, và chắc chắn rằng là Ninh sẽ tắm với đá muối ở đây. Trời ơi, thích quá. Nhưng tại sao phòng tắm không có vòi xịt? Đi đâu Ninh cũng để ý cái đấy lắm các bạn ạ. Và các khách sạn nha,
Nói chung là khách sạn năm nhiều sao thì không nói, nhưng hầu như các khách sạn rất hay thiếu cái này, mà thiếu cái này thì rất là khó để mình có những cái outfit thật là đẹp. Và đây là outfit của mình ngày hôm nay. Chiếc áo này chỉ mua với giá hơn 100 ngàn. Chiếc quần này có giá khoảng tầm 300-400 ngàn gì đó. Và một đôi giày Fila. Các bạn có muốn biết bên trong không? Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ nghỉ ngơi một chút và chiều nay sẽ đi tắm bể bơi. Hello mọi người, hiện tại thì Ninh đang đi bơi các bạn ạ. Nắng rất là đẹp. Lúc này thì nó đỡ bị kiểu gọi là gắt rồi. Bây giờ kiểu nước vừa ấm và bơi thì sẽ rất là thích. Ta-da. Ninh còn phải tranh thủ lúc mặt còn đang đẹp. Cái gì mà cảm giác xuống nước thế nào? Rất là ấm à? Ừ, cứ tưởng là gió không, rồi nước thì rồi sẽ tập bể bơi sẽ lạnh, nhưng mà nước rất là ấm nha. Và có view biển rất là đẹp. Đây là bể bơi vô cực nha mọi người. Nó sẽ kiểu như này này. Đó. Hiện tại thì chúng mình đang ngồi tại nhà hàng Madame Son, là một nhà hàng nó hơi phong cách kiểu Hội An một tí, hơi truyền thống nhỉ. Và kiểu tối thì cũng không quá nhiều người ăn đây lắm vì mọi người, nhưng mà cũng full gần hết bàn nhá, bởi vì mọi người thường sẽ đi vào Đà Nẵng để ăn các thứ. Tối mai chúng ta đi ăn hải sản Nam Đặng, là một cái hải sản rất là ngon. Em ăn rồi ạ. Ok, nhưng mà thật ra anh nghĩ là nó quá nổi tiếng và nhưng nó cũng rẻ. Nhưng mà thật sự là rất xứng đáng để ăn lại lần nữa đấy. Ừ, lần này và anh cũng ăn đấy. Đúng. Nhưng mà thật sự là vừa rẻ mà vừa ngon ấy. Ờ, còn tối nay thì chúng mình sẽ ăn đồ Việt ở nhà hàng này. Và ăn xong thì chúng mình sẽ đi gặp hội Ryan, hội... Thiên Bình còn lại. Ờ, không biết trong kia có Thiên Bình không, bởi vì là hôm nay tối nay có 10 người lận. Wow. Ngoài nhóm mình có 6 người ra thì còn 4 bạn anh ở Đà Nẵng nữa. Đông vui nha. Thì đi chơi, đi quẩy một chút ở Đà Nẵng thì chắc cũng vui ha. Thì bây giờ thành phố Đà Nẵng rất đáng sống mà, kiểu rất là tấp nập. Ok, và trong lúc đợi thì đồ đã lên rồi, bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu ăn nhé. Tối hôm đó thì mình được các bạn ở Đà Nẵng dẫn đi On The Radio. Ở đây là một cái nhà hàng nằm ở 76 Thái Phiên với nhạc live kết hợp với cả DJ chơi xuyên buổi tối, rất là thích luôn. Ninh tin rằng đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà nếu mà đến Đà Nẵng các bạn nên trải nghiệm nhé. Chào buổi sáng mọi người. Hiện tại thì chúng mình vừa chụp ảnh xong ở hồ bơi và sẽ có một bữa sáng floating breakfast, floating tray ở trên bể bơi giữa thời tiết nắng gắt như thế này. Ở đây thì chúng mình sẽ có một khay trái cây, có một chút cà phê Ninh làm đổ lên này. Ở đây là có các loại bánh. Đó, có sữa để cho vào ăn ngũ cốc. Có một đĩa English breakfast. Ok. Wow, thật là healthy. So yummy. Ở đây có hai ly sữa chua Việt Quất nữa. Đây là ly nước cam hay ly nước cà rốt vậy? Nước cam. Xin mời mọi người nhé. Chào buổi trưa cả nhà. Hôm nay thì chúng mình có một buổi sáng khá là chill bên hồ bơi với floating breakfast. Và sau đó thì chúng mình đi cà phê với chị An Toe Toe và bé Mochi. Đó. Và bây giờ thì chúng mình đang có mặt ở
địa điểm đợi xe xe điện của Hải sản Nam Đảnh để đi ăn. Thật ra Hải sản Nam Đảnh thì lần nào anh cũng đi ăn cho mọi người rồi, nhưng mà đúng là kiểu nó rất là xứng đáng thì ăn ấy. Ngoài ra các bạn có thể ăn bà rô, nhưng mà bà rô nên cảm giác nó hơi không sạch hơn, tại vì bà rô thì ngồi ở kiểu cái lán thôi, chứ nó không phải ở trong nhà. Còn Nam Đảnh thì ở trong nhà, nhưng mà Nam Đảnh thì sẽ rất là đông. Nên là hiện tại Ninh đang đứng ở 43 Trần Nhật Duật và gọi xe chủ, người ta sẽ cho xe điện ra đầu ăn. Đến rồi. Xin chào Thắng, xin chào Khải. Xin chào anh Nhân nhá, anh Nhân vui vẻ nhá. Ui, đỉnh ghê. Quế bóc cái này cho anh à? Vâng ạ. Các bạn ơi, đây, nó sẽ có một con tôm to đùng như thế này này. Xong rồi mình sẽ chấm, mọi người thì sẽ chấm muối tiêu chanh kiểu ấy, nhưng mà mình sẽ chấm với cả xì dầu mù tạt. Có bánh mì ăn. Các bạn này là bị ăn được không? Là có thể ăn to phá này. Chiên lên ăn thì máy. Nhưng mà không sợ ăn được. Ngon quá. Tôm ngập mồm luôn. Nhưng mà ấy, mọi người thấy con tôm này nó ngon nhá, nhưng mà nó hơi bã không? Kiểu nó bị cứng ấy. Ăn được. Bạch tuộc nướng sa tuế. Mình sẽ cắt. Đây các bạn ơi. Úi giời. Ngon ghê, ăn thử đi. Đây, cắt cho một miếng. Nè. Đây. Hút vào. Ngon đó. Rất là tươi. Mọi người ạ, hiện tại thì Ninh đang ngồi trà chiều. Trưa nay đi ăn hải sản Nam Đảnh ngon quá. Và bây giờ thì đang ngồi trà chiều với một rừng cây và em. Trà chiều thì các bạn sẽ thấy có 3 đĩa, một đĩa dưới là đồ mặn này. Đó, các cái đồ kiểu tapas một chút. Ở trên này là bánh ngọt và phía bên trên là macaron. Ngoài ra thì bên này có một chút bánh với cả nước. Đó. Các bạn đi du lịch nhớ mang thêm một vài cuốn tạp chí cho xinh xinh. Còn nếu mà các bạn... Ui dồi ôi, cái túi này vướng quá. Còn nếu mà các bạn không muốn mang báo tạp chí thì có thể mua những cái này ở trên trên Shopee này. Nên sẽ để link ở phía dưới mô tả video nha. Các bạn mua cái này sống ảo thì sẽ rất là tiện, nó chỉ có thế này thôi. Đấy, xong mình dơ lên dơ xuống các thứ nó rất là tiện. Hả, ăn đi em. Wow, sau khi chơi ở bữa tiệc trà chiều cùng với cả một buổi đi bơi và cocktail các thứ ở khách sạn xong thì chúng mình mò vào phố để ăn. Ăn tối lúc 20:53. Chúng mình có hỏi hội Vi Thắng thì các em bảo chỉ đi ăn cô Loan, nhưng mà tìm mãi không thấy cô Loan ở ngã năm. Thì mình có hỏi một anh ngồi ở quán trà đá, em bảo là vào quán Phương này em, thế là anh vào thử. Ok không?
Thế thôi, bây giờ ăn chưa đói. Đó, một tô của mình như thế này là một tô thập cẩm. Có thịt xíu này, có trứng, có gà, có tôm. Đó, xin mời mọi người ăn tối. Mình sẽ cho một chút ớt trộn lên này. Hơi loãng đúng không? Xin mời mọi người. Mày biết chịu ơi, tao chào mọi người thế nào không? Chào mọi người lại là mình đây. Nhưng mà đồ uống ở đây rất là ok la nha, ngon nha. Nào, trong lúc mất điện, chào Kết. Chào Kết đi, hai bạn này tí nữa Thắng với cả Khải sẽ ra sân bay. Hai bạn muốn nói gì với khán giả? Nói chung là chuyến đi đợt này của mình tới Đà Nẵng rất là thú vị. Bạn học qua được nhiều biết được những món ăn rất là mới, những chỗ ăn thực sự là mình không nghĩ rằng mình có thể là được ăn ngon đến như thế. Úi giời, cái mồm. Nói chung là chuyến đi này mình thấy rất là vui vì lần đầu tiên mình đi chơi du lịch như này. Wow. Em có thấy xứng đáng với 600.000 bị mất ở sân bay trước khi bắt đầu chuyển bay không? Rất xứng đáng. Có muốn đi cùng đội này nữa không? Có chứ, nhờ có cứ hẹn lần tới rồi đúng không? Đã hẹn rồi. Chắc chắn là sẽ đi. Còn đây, cảm ơn anh Nhân vì đã dẫn bọn em đi chơi nhiệt tình, ăn ngon, các kiểu, các thứ, các thể loại và thật là vui mừng. Bye bye mọi người. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng xem là hành trình của chúng mình trong 2 ngày 1 đêm như thế nào. Và Dũng cảm thấy sao sau chuyến hành trình vừa rồi? Hôm qua thì đã phỏng vấn mọi người trong lúc mất điện rồi. Hôm nay phỏng vấn mất Dũng. Cảm thấy rất là vui, rất là lâu rồi mà mới có thể đi chơi, đi cùng bạn bè đông như thế. Và đến nơi, khi mà đến mỗi địa điểm, ví dụ như đến Huế hay là đến Đà Nẵng thì đều có rất nhiều bạn bè để gọi là tiếp đón à. Đón tiếp và gọi là chơi cùng nhau rất là vui vẻ, rất là hòa đồng, rất là thân thiện. Đậm tình miền Trung luôn đấy. Đậm tình miền Trung. Nó chính là cái slogan của Huda, mặc dù chúng mình không thích uống Huda lắm. Và chuyến hành trình Đà Nẵng của chúng mình trong 3 ngày 2 đêm đã kết thúc trong một clip rồi. Hy vọng là các bạn đã có thêm một vài cái trải nghiệm vui, chuyến này là vui thôi. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng ăn nốt bữa sáng này và lên đường tới với Hội An. Đến với Hội An thì cũng sẽ lại là một lời mời đến từ khách sạn nào có biết không? Khách sạn Citadine. Ninh chơi ở Citadine bởi vì nó nằm ở khu An Bàng chứ nó không nằm ở Hội An, trong phố cổ nên là mình cũng khá là tò mò đấy. Thì các bạn nhớ đừng quên đón xem tập sau nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.